chân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Hoàng Dung và Đức Vượng. Thưa quý vị hôm nay là thứ tư 31 tháng 7 năm 2024. Và sau đây chúng tôi sẽ mời quý vị cùng theo dõi bản tin thế giới đầu tiên với Đức Vượng. Mở đầu phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ Tây Ban Nha. Thủ tướng của Tây Ban Nha từ chối ra làm chứng trong lúc vợ ông bị điều tra. Theo hãng tin Reuters, các thủ tục tố tụng của cuộc điều tra đang được thực hiện nhằm xác định sơ bộ liệu bà Begona Gomez là vợ của ông Pedro Sanchez có lợi dụng tư cách phu nhân của thủ tướng để tham nhũng và trục lợi hay không. Bà Gomez bị cáo buộc tham nhũng khi lợi dụng tư cách phu nhân của thủ tướng để giúp một số công ty tư nhân nhận được tiền hoặc là hợp đồng từ chính phủ Tây Ban Nha. Trong số đó có tập đoàn du lịch Tây Ban Nha là Globalia, là công ty sở hữu hãng hàng không Air Europa. Thẩm phán Juan Carlos Penado là người phụ trách cuộc điều tra đã gặp gỡ ông Sanchez tại nơi ở và làm việc của Thủ tướng là Cung điện Mocola ở Madrid vào ngày 30 tháng 7. Một nhóm nhỏ những người biểu tình đã tụ tập bên ngoài, họ hô vang khẩu hiệu phản đối ông Sanchez và đảng của ông. Riêng luật sư của bà Come là cựu bộ trưởng Bộ Nội vụ Antonio Camacho cho biết rằng, Lời khai của thủ tướng Sanchez kéo dài 2 phút đồng hồ. Ông trả lời rằng bà Gomez là vợ của ông và ông không muốn làm chứng. Theo luật pháp của Tây Ban Nha, những người thân cận bao gồm cả vợ chồng có thể từ chối trả lời các câu hỏi khi được thẩm phán triệu tập. Thẩm phán Bernardo đi cùng với luật sư của bà Gomez, đại diện của công tố viên và một luật sư của đảng cực hữu VOX. Đảng này sử dụng một công uh, phương tiện pháp lý được gọi là lời buộc tội của nhân dân, cho phép các cá nhân nộp đơn khiếu nại hình sự chống lại bên thứ ba. Đương Kim Thủ tướng Tây Ban Nha đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc chống lại vợ ông và nói rằng những cáo buộc này vô căn cứ và được dàn dựng bởi những đảng phái cực hữu. Văn phòng của luật sư chính phủ thậm chí đã thay mặt ông để đơn kiện thẩm phán phụ trách cuộc điều tra vào ngày 30 tháng 7. Và kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Israel vận động khối NATO khai trừ Thổ Nhĩ Kỳ Ngoại trưởng Israel tên là Israel Kast đã kêu gọi mọi thành viên khối NATO lên án và khai trừ Thổ Nhĩ Kỳ sau khi mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là ông Tayyip Erdogan bất ngờ đưa ra lời đe dọa xâm lược Israel. Một ngày trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gây bất ngờ khi bình luận về khả năng tiến vào Israel tương tự cách can thiệp vào nội chiến Libya và tranh chấp lãnh thổ Armenia, Azerbaijan ở vùng nagorno karabakh Ông nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải mạnh mẽ để cứu nhân dân Palestine, đồng thời cảnh báo không điều gì là không thể Tổng thống Erdogan không nói cụ thể hành động dự tính với Israel là gì, nhưng hai ví dụ mà ông đưa ra trong phát biểu trên đều là can thiệp quân sự. Ngoại trưởng Kass lập tức đăng bài trên mạng xã hội chỉ trích tổng thống Erdogan và thậm chí còn ướp ám chỉ ông có thể chịu chung số phận với cố lãnh đạo Iraq là ông Saddam Hussein. Sau lời chỉ trích của Ngoại trưởng Israel Kass, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ phản ứng bằng cách là lặp lại cáo buộc các lãnh đạo Israel muốn hủy diệt nhân dân Palestine, nhấn mạnh nhân loại lẫn lịch sử đều đứng về phía Palestine. Farastin Oltun, người phát ngôn của ông Erdogan, đã lên án Israel đe dọa trực tiếp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và cảnh báo Tel Aviv trả giá đắt. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia chỉ trích Israel gay gắt nhất kể từ khi mà cuộc chiến ở giải Gaza nổ ra vào tháng 10 năm 2023. Tổng thống Erdogan đã nhiều lần cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng đối với người Palestine ở giải Gaza. Trở lại với châu Âu, chính phủ Anh quốc sẽ cắt giảm ngân sách tới 17 tỷ 300 triệu Mỹ Kim. Bộ Tài chính Anh quốc mới đây vượt thông báo Chính phủ Anh Quốc có kế hoạch cắt giảm ngân sách tới hơn 17 tỷ 300 triệu Mỹ Kim trong 2 năm tới đây nhằm bù đắp cho khoản chi tiêu vượt ngân sách của chính phủ tiền nhiệm. Phát biểu trước Hạ viện, Bộ trưởng Bộ Tài chính là bà Rachel Rees đã cáo buộc rằng chính phủ tiền nhiệm đã không công bố các khoản chi tiêu thực tế, vốn khiến cho mức thâm hụt ngân sách đã tăng lên 25% trong năm nay. Theo kế hoạch chi tiêu mới, thì hàng loạt các dự án xây dựng đường bộ và khôi phục ngành hỏa xa tại Anh Quốc có thể sẽ bị bãi bỏ. Bên cạnh đó, tầng chính phủ tại Anh Quốc cũng chấp nhận các khuyến nghị độc lập về việc tăng lương cho các viên chức chính phủ, thí dụ như giáo viên hay là các nhân viên y tế, với mức chi phí lên tới hơn 11 tỷ 500 triệu Mỹ Kim. Bộ trưởng Bộ Tài chánh của Anh Quốc là bà Rachel Reeves cho biết như sau, theo dự kiến thì bà sẽ đệ trình kế hoạch ngân sách hoàn chỉnh vào ngày 30 tháng 10 sắp tới, trong đó sẽ bao gồm cả những quyết định khó khăn hơn nữa, thí dụ như việc tăng thuế. Sau khi giành được chiến thắng áp đảo hồi đầu tháng 7, tầng chính phủ của công đảng tại Anh Quốc đã dành phần lớn thời gian trong 3 tuần lễ đầu tiên lên nắm quyền để chỉ trích chính phủ thời tiền nhiệm, quản lý tồi tệ trong hầu hết các lĩnh vực chính sách công cộng của chính phủ Anh Quốc. Có người chết trong cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử ở Venezuela. Hãng AFP đưa tin, hàng ngàn người tại Venezuela đã xuống đường để phản đối việc Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố thắng cử. Tuy nhiên, thì lãnh đạo tổ chức phi chính phủ Fono truyền chuyên về vấn đề tù nhân chính trị cho biết, đã có ít nhất là một người chết tại tiểu bang Yaracuy ở phía Tây Bắc và 46 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình tại hậu bầu cử trong khi đó thì Reuters ghi nhận thêm một trường hợp thiệt mạng tại tiểu bang Táchira tại thủ đô Caracas của Venezuela, vệ binh quốc gia đã bắn hơi cay và đạn cao su vào đám đông cuộc biểu tình. Tổ chức giám sát xung đột Venezuela cho biết đã ghi nhận 187 cuộc biểu tình tại 20 tiểu bang tính cho đến 6 giờ tối ngày 29 tháng 7. Ủy ban bầu cử quốc gia cho biết. Ông Maduro đã chiến thắng khi giành được 51.2% số phiếu bầu so với 44.2% của ứng viên đối lập anh Medu Gonzales Tuy nhiên, thì lãnh đạo phe đối lập Maria Cotria Machado nói rằng hồ sơ bầu cử cho thấy rõ ràng rằng là tổng thống tiếp theo sẽ là ông Orotia, khi ông này dẫn đầu với một khoảng cách không thể nào đảo ngược với 6.27 triệu phiếu bầu so với chỉ 2.75 triệu phiếu bầu cho ông Maduro. Các tổ chức thăm dò bầu cử trước đó cũng dự đoán về một chiến thắng cho phe đối lập. Sau khi xảy ra những tranh cãi về kết quả bầu cử, Liên hiệp quốc, Mỹ, châu Âu và nhiều nước Mỹ Latin đã yêu cầu có một kết quả minh bạch. Ủy ban bầu cử quốc gia chưa cung cấp chi tiết về kết quả bỏ phiếu. Có ít nhất là 9 quốc gia Mỹ Latin đã ra tuyên bố chung kêu gọi đánh giá toàn diện về kết quả bỏ phiếu với sự có mặt của các quan sát viên bầu cử độc lập. Peru đã quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Venezuela, trong khi Panama cho biết họ đã đình chỉ quan hệ với Venezuela. Quân đội Ukraine dự đoán rằng phía Nga sắp mở cuộc tấn công lớn. Trang tin Avia Pro, trích dẫn nguồn tin quân đội Ukraine vào ngày 30 tháng 7 cho biết như sau. Vào hồi tuần trước, Lực lượng không quân của Nga đã thực hiện các chuyến bay huấn luyện của loại máy bay Tu-160 có khả năng mang theo hỏa tiễn với hình thức tương tự như cuộc tập trận tấn công vào Ukraine. Quân đội Nga đang tập trung vào việc chuẩn bị tấn công hạ tầng cơ sở quan trọng của Ukraine, đặc biệt là hệ thống cung cấp năng lượng, đầu mối giao thông và hệ thống phi trường. Các cuộc tấn công như thế có thể gây hậu quả đáng kể cho phía Ukraine. Phía Nga được cho là đã hoàn tất các bước đi chuẩn bị và sẵn sàng cho một cuộc tấn công với quy mô lớn nhắm vào hàng loạt các mục tiêu của Ukraine. Hồi gần đây, phía Nga đã gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào các căn cứ không quân của Ukraine trước khi quân đội Ukraine kịp đón nhận những chiến đấu cơ F-16 từ phương Tây Ngoài ra, phía Nga còn tiếp tục nhắm vào các trung tâm hậu cần của đối phương, phá hủy những hạ tầng cơ sở quan trọng như nhà máy điện và phi trường của Ukraine. Trong một diễn biến khác, thì hải quân của Nga đã bắt đầu một cuộc tập trận với quy mô lớn, trong đó có sự tham gia của khoảng 20.000 quân nhân, 300 chiếc tàu chiến đến từ hầu hết các hạm đội của Nga, bao gồm hạm đội phương Bắc, hạm đội Thái Bình Dương, hạm đội Baltic và chi hạm đội Caspian. Giới tình báo của Ukraine cho biết thêm, lần đầu tiên, phía Nga đã đưa đồng thời ba chiếc tàu ngầm đến khu vực Hắc Hải. Phía Ukraine cho rằng đây là một phần trong các hoạt động diễn tập của quân đội Nga, thế nhưng vẫn không loại trừ nguy cơ đối phương chuẩn bị cho một đợt tấn công rất lớn. Con trai của trùm ma túy Hà Lan bị dẫn độ từ Dubai. Cơ quan công tố Hà Lan cho biết, Faisal Taghi, con trai của trùm ma túy Ridoan Taghi, vừa ra trình diện trước tòa án sau khi bị bắt và dẫn độ từ Dubai vào cuối tuần trước. Cảnh sát các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE trước đó đã bắt Faisal với cáo buộc là đóng vai trò lãnh đạo trong băng đảng thiên thần chết chóc của bố. Faysou bị đưa lên chuyến bay bí mật tới Hà Lan vào đêm ngày 26 tháng 7. Khi trình diện tại tòa, anh ta bị cáo buộc các tội buôn bán ma túy xuyên quốc gia, rửa tiền, buôn người, âm mưu sử dụng bạo lực. Bố của Faysou là Ridwan, 46 tuổi, đã bị bắt và dẫn độ về nước năm 2019 khi dùng giấy tờ giả để nhập cảnh vào Dubai. Ông ta là tội phạm bị truy nã các cao nhất Hà Lan khi đó. Bridoen bị kết án chung thân hồi tháng 2 vì hàng loạt vụ giết người gây chấn động Hà Lan do băng đảng ma túy của ông ta thực hiện. Các vụ giết người vẫn tiếp tục xảy ra trong quá trình Bridoen bị xét xử. Ít nhất là ba người có liên quan tới vụ xét xử Bridoen đã bị bắn chết giữa ban ngày, trong đó có một luật sư và một nhà báo nổi tiếng người Hà Lan. Thủ tướng Hà Lan, ông Dick Schultz, biểu dương sự hợp tác giữa chính quyền Hà Lan và UAE, đồng thời nhấn mạnh rằng là không ai có thể lọt lưới pháp luật. Hoàng tử Harry của Anh Quốc sắp đón nhận khoản thừa kế 8 triệu 500 ngàn Mỹ Kim khi tròn 40 tuổi. Harry là công tước xứ Success sẽ nhận được khoản thừa kế là 8 triệu 500 ngàn Mỹ Kim từ bà cố nội, đó là Elizabeth Bowlion, là mẹ của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, khi Harry bước sang tuổi 40 vào tháng 9 năm nay. Vương hậu Elizabeth Bowleon khi còn sống đã đầu tư 90 triệu Mỹ Kim vào quỹ tín thác cho gia đình. Trong đó bà chỉ định Harry sẽ nhận được quyền sử dụng một phần khoản tiền này khi tròn 40 tuổi. Theo tạp chí Mirror, thì Thái tử William và Hoàng tử Harry sẽ nhận được 14 triệu Mỹ Kim, trong đó phần của Harry là 8 triệu rưỡi Mỹ Kim, nhiều hơn một chút so với anh trai hoàng tử Harry sẽ phải nộp thuế khi nhận khoản thừa kế này. Vợ chồng của Harry chưa bình luận về tin tức nói trên. Số tài sản của cặp vợ chồng Harry và Meghan hiện nay đạt được khoảng 60 triệu Mỹ Kim, phần lớn là nhờ các dự án viết sách, ra phim tài liệu sau khi họ rời Hoàng gia Anh Quốc hồi và chuyển đến Mỹ hồi năm 2020. Những cuốn sách và các bộ phim tài liệu này chứa một số nội dung gây tranh cãi về Hoàng gia Anh Quốc, được cho là nguyên nhân khiến cho tình cảm của hoàng gia đối với Harry bị rạn nứt. Cuốn hồi ký mang tên Spare được công bố hồi năm 2023 của hoàng tử Harry đã tiết lộ nhiều thông tin về đời sống của hoàng gia Anh Quốc, trong đó tập trung vào sự mâu thuẫn giữa hoàng tử Harry và người anh trai là William khiến cho điện Buckingham không hài lòng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Tiếp theo sau đây là phần tin Hoa Kỳ bà Harris chi quảng cáo gấp 5 lần để đánh bại ông Trump. Theo hãng tin Reuters, chiến dịch quảng bá cho phó tổng thống Kamala Harris, người nhận ngọn đuốc tranh cử từ tổng thống Joe Biden, đã chính thức được công bố vào ngày 30 tháng 7, số tiền dùng cho chiến dịch quảng bá này lên tới là 50 triệu Mỹ kim và dự kiến sẽ còn tăng trong vài tháng tới đây. Trước đó theo hãng tin thông tấn AP, Future Forward một siêu ủy ban hành động chính trị ủng hộ đảng Dân Chủ mạnh nhất là bên đứng sau chiến dịch quảng bá nói trên. Chủ tịch John C. McLean của ủy ban này nhấn mạnh việc quảng bá nhằm thuyết phục người dân Mỹ rằng bà Harris có thể là một tổng thống chiến đấu vì nhân dân nếu đắc cử. Đây là chiến dịch quảng bá lớn nhất của bà Harris kể từ khi bà củng cố được sự ủng hộ trong nội bộ đảng Dân Chủ. Tổng thống Joe Biden sau khi tuyên bố ngừng tái tranh cử vào ngày 21 tháng 7 đã nhấn mạnh sự ủng hộ cho bà Harris và kêu gọi những người khác cũng làm như vậy. Khoảng một nửa tiền cho chiến dịch, tức là 25 triệu Mỹ Kim sẽ được chi để nhắm tới các cử tri ít quan tâm chính sự và đang xem trực tiếp Thế vận hội ở Pháp. Tiêu điểm sẽ là video dài một phút với nhan đề không sợ hãi, trong đó tập trung xây dựng chân dung tích cực về bà Harris. Đoạn video quảng bá sẽ được chiếu lần đầu tiên vào cuối tuần này và kéo dài trong vài tuần trước khi mà Đại hội Đảng Dân Chủ bắt đầu vào trung tuần tháng 8, theo tờ The Hill cho biết. Các cuộc thăm dò dư luận trong tuần qua cho thấy, bà Harris đang thu hẹp khoảng cách với đối thủ là ông Donald Trump, song cựu tổng thống vẫn đang dẫn đầu trong một số cuộc khảo sát toàn quốc. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ, Ông Paul Dan đã từ chức giám đốc dự án mang tên 2025 giữa lúc kế hoạch này bị nhiều người chỉ trích kịch liệt, trong đó có cựu Tổng thống Donald Trump. Theo đài CNN vào hôm thứ Ba 30 tháng 7 đưa tin, dự án này là kế hoạch lớn về việc cải tổ chính phủ liên bang do đồng minh và cựu giới chức thời ông Donald Trump soạn thảo. Bác sĩ Kevin Roberts là chủ tịch của Heritage Foundation, là tổ chức đưa ra dự án 2025 đã gửi thông báo tới đài CNN xác nhận rằng ông Dan đã từ chức. Trước khi gia nhập vào tổ chức Heritage để phụ trách kế hoạch này, ông Dan từng làm giới chức cao cấp của Tòa Bạch Ốc dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Dự án Heritage tuyên bố họ không soạn thảo dự án 2025 làm kế hoạch để Tổng thống Cộng hòa kế, tiệm, kế nhiệm tiếp tục thực hiện trong 180 ngày đầu nhậm chức. Tuy nhiên, những lời đề nghị mang tính bảo thủ trong kế hoạch này đã bị Đảng Dân chủ lấy làm lý do để cảnh báo về mối nguy hiểm cho đất nước Mỹ nếu như cựu tổng thống Trump tái đắc cử vào năm nay. Trong thời gian qua, ông Donald Trump luôn phủ nhận là ông dính líu tới kế hoạch này và ông cũng đã cho biết trên mạng xã hội như sau: "Tôi không biết ai đã soạn thảo." Vào hôm thứ ba vừa qua, Bà Susie Weiss và ông Chris LaCivita là hai giới chức hàng đầu của bang tranh cử của cựu tổng thống Trump ra tuyên bố cho biết như sau: Hơn một năm nay, bang tranh cử của cựu tổng thống Trump nói rất rõ rằng dự án 2025 không liên hệ gì với bang tranh cử và không lên tiếng cho bang tranh cử này và không nên bị gắn ghép với bang tranh cử hay là ông Donald Trump theo bất cứ hình thức nào. Có ít nhất 140 người từng làm việc cho chính quyền dưới thời cựu Tổng thống Trump dính líu tới dự án mang tên 2025. Và kính thưa quý vị, Quốc hội Hoa Kỳ cho biết chính phủ liên bang chỉ nên mua cờ Mỹ làm tại Mỹ. Quốc hội vừa thông qua một đề nghị yêu cầu chính phủ liên bang chỉ được mua quốc kỳ của Mỹ được sản xuất hoàn toàn tại Mỹ. Mỹ nhập cảng hàng triệu quốc kỳ từ ngoại quốc, phần lớn là từ Trung Quốc. Những người bảo trợ cho đề nghị này cho biết, đã tới lúc quốc gia khai sinh ra quốc kỳ Mỹ phải tự tay làm ra lá cờ tổ quốc, thông tấn xã AP đưa tin vào hôm thứ Ba ngày 30 tháng 7. Những người ủng hộ đề nghị này do Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa là bà Susan Collins từ tiểu bang Maine và Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ là ông Sherrod Brown từ Ohio dẫn đầu cho biết, chính sách mới về nguồn gốc quốc kỳ không chỉ mang tính cách biểu tượng, Họ tin rằng quy định này còn tạo ra công ăn việc làm và giúp cho các nhà sản xuất tại Hoa Kỳ phát triển, đồng thời bảo tồn được quốc kỳ đại diện cho quốc gia. Hôm thứ Hai, những người ủng hộ đề nghị cho biết rằng họ hy vọng biện pháp này sẽ sớm được ký thành luật định. Đề nghị đã được chuyển tới bàn làm việc của Tổng thống Joe Biden vào hôm 25 tháng 7. Theo dữ liệu của Liên bang, giá trị nhập cảng quốc kỳ của Mỹ vào năm 2015 là hơn 4 triệu Mỹ Kim. Phần lớn, các mặt hàng nhập cảng đến từ Trung Quốc, những người ủng hộ đề nghị cho biết. Các số liệu trên gồm tất cả các lá cờ Mỹ được nhập cảng vào Hoa Kỳ, chứ không chỉ là những lá cờ do chính phủ liên bang mua. Trong nhiều năm qua, bà Collins và ông Brown đã hối thúc sản xuất quốc kỳ của Mỹ tại Hoa Kỳ những nỗ lực trong quá khứ nhằm thay đổi các quy định yêu cầu quốc kỳ do Hoa Kỳ sản xuất từng thành công tại thượng viện nhưng bị đình trệ tại hạ viện. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ, dân biểu Korea tham gia nhóm đặc nhiệm điều tra vụ ông Trump bị ám sát hụt. Dân biểu Lucia thuộc đảng Dân chủ ở tiểu bang California vừa được bổ nhiệm vào nhóm đặc nhiệm của lưỡng đảng để điều tra vụ cựu tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt theo nhật báo Orange County Register cho hay, nhóm đặc nhiệm này gồm có 7 vị dân biểu của đảng Cộng Hòa và 6 dân biểu của đảng Dân Chủ, được dân biểu Mike Johnson của đảng Cộng Hòa đến từ tiểu bang Louisiana làm chủ tịch Hạ viện và dân biểu Hakeem Jeffrey của đảng Dân Chủ ở New York, trưởng khối thiểu số tại Hạ viện. Hồi tuần trước, Hạ viện Hoa Kỳ đồng ý bỏ phiếu thành lập nhóm đặc nhiệm này. Theo thông cáo báo chí của Hạ viện, Mục tiêu của nhóm này là tìm hiểu sai sót trong ngày xảy ra vụ mưu sát nhằm bảo đảm ai là người phải chịu trách nhiệm và nhằm ngăn chặn không cho những sai sót như vậy xảy ra một lần nữa. Ông Correa là thành viên của California duy nhất trong nhóm đặc nhiệm này. Tại Quốc hội, ông ưu tiên tới các vấn đề như là an ninh quốc gia và ông làm việc trong Ủy ban tiêu pháp của Hạ viện, Ủy ban nội an và tiểu ban chống khủng bố, thực thi luật pháp và tình báo. Trong khi đó, theo tin của Thượng nghị siêu đảng Cộng hòa là ông Jack Grassley thu thập, sau đó được nhật báo New York Times xác minh và công bố, thì trước khi mà xảy ra vụ ám sát 90 phút đồng hồ, một lính bắn tỉa tại địa phương đã phát hiện ra hung thủ Thomas Matthews Crook là kẻ đã bắn 8 phát súng về phía ông Trump. Mốc thời gian mới được công bố thậm chí sớm hơn nửa giờ đồng hồ so với tin tức được đưa ra trước đó. Người lính bắn tỉa nói trên thuộc lực lượng cảnh sát tiểu bang Pennsylvania đã cảnh báo cho các đồng nghiệp của ông về một kẻ tình nghi từ lúc 4 giờ 26 phút chiều ngày 13 tháng 7. Một tin nhắn khác được gửi tới các sĩ quan địa phương lúc 5 giờ 38 phút nói rằng họ nên thông báo cho cơ quan mật vụ biết đề về điều này. Vào lúc 18 giờ 11 phút thì hung thủ Crook đã bắt đầu nổ súng, bắn sượt qua tai của ông Trump, khiến cho một người tử vong và làm bị thương nhiều người khác trước khi bị các lính bắn tỉa hạ sát người này. Bỏ con trai 3 tuổi vào tủ đông, một người phụ nữ ở Detroit bị phạt hơn 35 năm tù. Azura DeFrance, 33 tuổi, ở Detroit đã nhận tội giết người cấp độ 2 trong cái chết của con trai của bà là cậu bé Chase Allens, theo văn phòng công tố quận hạt Wayne. Cảnh sát phát hiện ra thi thể cậu bé trong tủ đông tại một ngôi nhà ở Detroit vào tháng 6 năm 2022 và sau đó xác định rằng cậu bé đã chết do chấn thương sọ não. Tại phiên tòa xét xử mới đây, thẩm phán tòa án quận hạt Wayne, Tracy Green cho biết Franks là nạn nhân của tình trạng lạm dụng trẻ em và không được điều trị sức khỏe tâm thần. Sự yếu kém của hệ thống chính phủ đáng lẽ phải tức quyền nuôi con của Franks trước khi cô giết hại người con trai của mình vào năm 2022. Cuối cùng thì bà Green đã tuyên án Franks từ 35 cho đến 60 năm tù. Luật sư của France là Lillian Diallo đã cố gắng thuyết phục thẩm phán Green giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ của mình. Luật sư mô tả thảm kịch này là khủng khiếp nhưng lập luận rằng việc mọi người lớn trong cuộc đời Chase không can thiệp cũng đã làm hại đứa trẻ bị giết. Tuy nhiên, phía công tố viên cho rằng trách nhiệm chính là nằm ở người mẹ. Vụ án của France là vụ án gây chú ý thứ hai ở Detroit có liên quan đến một người mẹ giết con của mình bỏ vào tủ đông. Năm 2015, Mitchell Blair đã nhận tội giết người và bị kết án tù chung thân vì cái chết của hai đứa con mà thi thể được phát hiện trong tủ đông tại nhà. Một thiếu niên bị bắn chết tại trung tâm thương mại ở tiểu bang Maryland. Một thiếu niên 17 tuổi vừa bị thiệt mạng trong vụ xả súng tại khu căng tin thực phẩm ở tòa thương xá The Mall in Colombia thuộc quận hạt Howard, tiểu bang Maryland. Cảnh sát cho biết như sau, sau khi nổ ít nhất là một phát súng trong một cuộc ẩu đả giữa hai người tại khu ẩm thực của trung tâm thương mại này, Angelo Lido đến từ thị trấn Colombia bị nghi can theo dõi và sát hại. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 6 giờ chiều The Mall in Colombia đã trở lại sinh hoạt bình thường vào lúc 9 giờ tối cùng ngày. Cảnh sát trường quân hạt Howard cho hay, họ đang theo treo phần thưởng lên tới 5.000 Mỹ Kim cho bất cứ ai cung cấp chi tiết về nghi can hoặc là vụ nổ súng. Các nhà điều tra xác định rằng tất cả các nghi can dính líu tới vụ nổ súng này đều rời khỏi trung tâm thương mại nói trên, trong khi các nhân chứng bị kẹt lại trong khu vực này kể lại sự việc. Một người cho biết như sau, cảnh sát đã cố gắng xác định các nghi can trong vụ nổ súng và đã đưa người dân đang sắm sửa ra khỏi trung tâm thương mại từng theo từng nhóm nhỏ nhằm bảo đảm rằng các nhà điều tra có thể nói chuyện với tất cả các nhân chứng đã chứng kiến vụ sát nhân này. Cảnh sát của quân hạt Howard đang điều tra về vụ án này. Vùng nông thôn ở Mỹ thiếu tiền và lao động trẻ hàng loạt thị trấn trên khắp các vùng quê Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng, gây áp lực lớn lên giới chức, khiến nhiều công chức phải kiêm nhiệm nhiều công việc, đặc biệt là những người cao tuổi. Ở tiểu bang miền Nam Texas, khoảng 2 phần 3 thị trấn với quy mô 3 cho đến 5.000 dân đang thiếu công chức quản lý tài chính và gần như toàn bộ các thị trấn dưới 3.000 dân để trống vị trí này, theo dữ liệu của Liên đoàn Thị trấn Texas. Bennett Stanlin, lãnh đạo liên đoàn cho biết, những công chức khác có thể không có kinh nghiệm trong quản lý tài chính sẽ phải gánh phần việc này. Hậu quả là nhiều thị trấn không tiến hành kiểm toán, tăng nguy cơ sai sót trong sổ sách kế toán. Dữ liệu liên bang cho thấy, đội ngũ công chức ở các vùng quê Mỹ có xu hướng già hóa. Chính quyền của các địa phương ở nhiều tiểu bang đang phải vật lộn tìm lao động có trình độ hoặc là trẻ tuổi sẵn sàng làm việc hành chính tại các thị trấn nhỏ. Theo giới chức của Mỹ, họ gặp trở ngại lớn là thiếu ngân sách nên không thể đưa ra mức thu nhập hấp dẫn để thu hút những người trẻ đến làm công chức ở nông thôn. Việc nghiên cứu Mission Square là tổ chức nghiên cứu hỗ trợ các chính quyền địa phương trong thu hút và nuôi dưỡng đội ngũ công chức. Hồi đầu năm đã công bố, kết quả khảo sát thường niên cho thấy nhiều địa phương đã tăng lương cho các vị trí trong chính quyền, giúp cho tình hình tuyển dụng bớt căng thẳng. Thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ chi thêm 500 triệu Mỹ Kim tiền viện trợ quân sự cho Philippines. Hoa Kỳ chia sẻ mối lo ngại của Philippines về các hành động của Trung Cộng ở khu vực Biển Đông theo ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Anthony Blinken và ông cho biết như sau: Chính phủ Washington đang phân bổ thêm nửa tỷ Mỹ kim viện trợ quân sự cho chính phủ Manila. Lời bình luận nói trên của ông Blinken được đưa ra theo sau cuộc đối thoại an ninh giữa ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng của hai nước, tức là Hoa Kỳ và Philippines tại căn cứ Aguinaldo thuộc vùng thủ đô Manila. Đại diện của phía Hoa Kỳ là Ngoại trưởng Blinken cùng với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là tướng Lloyd Austin. Còn phía chủ nhà là Ngoại trưởng Enric Manalo và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines đó là Gilberto Todero. Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Blinken cũng thông báo chính phủ Hoa Kỳ sẽ cung cấp khoản viện trợ quân sự bổ sung trị giá 500 triệu Mỹ Kim cho đồng minh lâu đời nhất của Hoa Kỳ tại khu vực này, tức là Philippines. Ông gọi đây là khoản viện trợ cho cả thế hệ cho phép Philippines đẩy nhanh mục tiêu tối tân hóa lực lượng vũ trang và lực lượng tuần duyên trong hoàn cảnh mới. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Philippines là ông Ferdinand Marcos Jr. đã nói với Ngoại trưởng Hoa Kỳ và tướng Lloyd Austin rằng sự tiếp xúc thường xuyên giữa Philippines và Hoa Kỳ là điều cần thiết để bảo đảm là chính phủ Manila ứng phó linh hoạt trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Cộng ở khu vực Biển Đông. Còn phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Matthew Miller cho biết rằng, ngoài chuyện Hoa Kỳ là ông Blinken và tướng Austin đã thảo luận với Tổng thống Marcos về sự cam kết không lay chuyển của Hoa Kỳ trong việc duy trì luật pháp quốc tế ở khu vực Biển Đông. Philippines truy lùng nữ thị trưởng bị nghi là người Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Philippines Tringoy Estrada đã kêu gọi Cục Điều tra Quốc gia và Cảnh sát Quốc gia Philippines bắt giữ nữ thị trưởng Alex Guo bị tình nghi là người Trung Quốc. Ông Estrada đã cho lực lượng thực thi pháp luật thêm 2 tuần để bắt giữ bà Guo và cảnh báo rằng ngân sách năm 2025 của họ có thể sẽ bị ảnh hưởng nếu như bà Guo không bị bắt giữ. Thượng nghị sĩ Estrada lưu ý rằng, Thượng viện Philippines đã ban hành lệnh bắt giữ bà Guo vào ngày 11 tháng 7, nhưng bà Guo vẫn đang lẩn trốn. Cơ quan điều tra quốc gia đã báo cáo với Thượng viện Philippines rằng là bà Guo đã được nhìn thấy ở tỉnh Balucan trước khi lệnh bắt giữ bà được ban hành. Trong một cuộc điều tra của Thượng viện Philippines về các sòng bài trực tuyến bị đột kích, Trợ lý giám đốc cơ quan điều tra quốc gia Angelito Magno cho hay, dù có những lần nhìn thấy bà Guo, nhưng nhóm không tìm thấy dấu vết nào của bà Guo tại các địa điểm đó. Nhóm chống tội phạm mạng thuộc cơ quan điều tra quốc gia đang cố gắng xác định địa chỉ IP của bà Guo sau khi bà đăng tải các tuyên bố trên Facebook. Trong khi đó, thì văn phòng tổng biện lý sự vụ của Philippines, Mark Nodo Guavera, đã nộp đơn đề nghị tòa án hủy bỏ tuyên bố nhậm chức thị trưởng của bà Guo và phế truất nữ thị trưởng này. Hãng thông tấn của Philippines đã đưa tin như vậy, thưa quý vị. Sang qua khu vực Trung Đông, do Thái muốn né tránh một cuộc chiến tổng lực với phe Hezbollah, một viên chức quốc phòng cao cấp của Do Thái cho hay, Quốc gia này muốn tấn công nhắm vào phe Hezbollah, thế nhưng họ không muốn làm bùng nổ một cuộc chiến toàn khu vực Trung Đông. Trong khi hai viên chức khác thì cho biết rằng Tel Aviv đang chuẩn bị cho một khả năng xảy ra một cuộc xung đột ngắn hạn. Những lời tuyên bố từ các viên chức này được đưa ra khi mà Thủ tướng Do Thái là ông Benjamin Netanyahu triệu tập các cuộc đánh giá về vấn đề an ninh của Do Thái chỉ một ngày sau cuộc tấn công nhắm vào một sân vận động ở cao nguyên Golan, khiến cho 12 thanh thiếu niên bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Hoa Kỳ và Do Thái cáo buộc rằng Hezbollah đứng sau vụ tấn công nói trên, thế nhưng Hezbollah đã phủ nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Khi tình hình căng thẳng giữa Do Thái và nhóm Hezbollah leo thang sau vụ tấn công bằng hỏa tiễn chết người, thì các chuyến bay đến và đi từ các phi trường ở Beirut của Lebanon cũng đã bị hủy bỏ hoặc bị đình hoãn. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ là tướng Lloyd Austin đã bày tỏ sự lo ngại về nguy cơ leo thang sau vụ tấn công nhắm vào cao nguyên Golan do Do Thái kiểm soát. Thế nhưng ông cũng cho rằng cuộc chiến giữa Do Thái và lực lượng Hezbollah ở Lebanon vẫn có thể tránh được. Cùng ngày, nhật báo The Times đưa tin anh quốc sẽ trì hoãn quyết định ngừng xuất cảng vũ khí sang Do Thái trong vài tháng tới đây. Số người chết trong vụ lở đất ở Ấn Độ đã lên hơn 100 người. Theo hãng tin Reuters, thì chính quyền tiểu bang Kerala của Ấn Độ cho biết, có ít nhất là 106 người đã thiệt mạng trong các trận lở đất và 128 người bị thương và hàng chục người bị mất tích trong khi đó thì đài truyền hình địa phương Asianet đưa tin số người chết đã lên tới là 119 người hầu hết trong số người chết là những công nhân đồn điền trà và gia đình những người vốn sống trong những ngôi nhà nhỏ hoặc là tạm bỡ một người sống sót sau trận lở đất kinh hoàng cho biết anh giật mình tỉnh dậy vào giữa đêm và cảm thấy mặt đất rung chuyển và các cột điện đổ rào rào Hình ảnh trên truyền hình cho thấy, lực lượng cứu nạn gặp nhiều khó khăn khi tìm thấy những người mất tích hoặc là sống sót. Khu vực lở đất được dự báo là sẽ có lượng mưa 204 mm, nhưng cuối cùng phải hướng tới 572 mm trong vòng 48 tiếng, theo ông Pilar Regi Vijayan cho biết. Cũng theo ông này, do biến đổi khí hậu thì lượng mưa cùng các thảm họa thiên nhiên sẽ đôi khi không thể lường trước được. Hơn 3.000 người đã được di dời khỏi khu vực bị lỡ đất chôn vùi. Nhóm cứu nạn lên tới hàng trăm người, bao gồm cả quân đội, đã sử dụng máy bay không người lái và chó nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân sống sót. Các trận lỡ đất rạng sáng ngày 30 tháng 7 là thảm họa tồi tệ nhất ở tiểu bang Kerala kể từ năm 2018. Vào thời điểm đó, thì lũ lụt lớn đã giết chết gần 400 người tại tiểu bang này. Chính phủ Hoa Kỳ cảnh báo Trung Cộng về việc Trung Cộng đã tiếp sức cho Nga xâm lược Ukraine. Trong thông cáo báo chí mới nhất được công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Matthew Mueller đã nêu ra chi tiết của gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Anthony Blinken và Ngoại trưởng Trung Cộng là ông Vương Nghị tại nước Lào hôm 27 tháng 7 vừa qua. Theo thông cáo, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ khẳng định, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc đẩy tầm nhìn về một khu vực ấn độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tuy nhiên, ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng nhắc lại mối lo ngại nghiêm trọng của Hoa Kỳ về sự trợ giúp của Trung Cộng đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Ông cảnh báo rằng nếu Trung Cộng không hành động để giải quyết mối đe dọa đối với nền an ninh châu Âu thì Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp phù hợp. Không lâu sau khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Hoa Kỳ đã ra tay trừng phạt hàng chục công ty của Trung Cộng, cáo buộc là những công ty này đã bán cho Nga những hàng hóa và các linh kiện điện tử có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Cả Trung Cộng và Nga đều nhiều lần phủ nhận những cáo buộc từ phía Hoa Kỳ. Để đáp lại thì Trung Cộng cáo buộc Hoa Kỳ và các đồng minh là những bên cung cấp phần lớn các thiết bị quân sự cho quân đội Ukraine là đạo đức giả. Đồng thời, Nga và Trung Cộng nhấn mạnh rằng các quốc gia phương Tây hãy nên cố gắng đưa Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán thay vì đổ lỗi cho Trung Cộng về tình trạng căng thẳng leo thang. Một người chết và 140 người bị bệnh sau khi ăn lương nướng chứa vi khuẩn ở Nhật Bản. Vụ ngộ độc thực phẩm gần đây từ món lương nướng ở nhà hàng Isexada tại Yokohama, Nhật Bản đã khiến hơn 140 người bị bệnh. Một trong số các khách hàng được cho là một người phụ nữ khoảng 90 tuổi đã qua đời theo hãng tin AFP, thì nhà hàng Asakusada có trụ sở chính ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Nhà hàng này mở một gian hàng lương nướng nằm bên trong trung tâm thương mại Kiku ở Yokohama, cách Tokyo khoảng 1 giờ đi xe. Trong một cuộc họp báo mới nhất, đại diện trung tâm thương mại Kikyu, ông Shinichi Kenbo đã xin lỗi sau khi mà khách hàng bị nôn mửa và tiêu chảy vì ăn hộp cơm trưa có lương nướng vào tuần trước. Ông Cannibal đã cúi đầu sâu và gửi lời chi buồn chân thành nhất tới khách hàng đã qua đời. Cuộc điều tra của các viên chức y tế đã phát hiện một loại vi khuẩn có tên là Staphylococcus aureus trong lương nướng của Isek Sada. Món lương nướng hay còn gọi là unagi tại nhà hàng Isek Sada được chế biến theo phong cách truyền thống có tên gọi là kabayaki, xiên nướng và phết lên một món hỗn hợp dạng sệt của nước lương nướng và rượu minrin. Lương nướng là một món ăn phổ biến vào mùa hè ở Nhật Bản, được ưa chuộng trên toàn thế giới. Cách phát hiện tại Nhật Bản cho thấy, món lương đã được ăn trên hòn đảo này cách đây hàng ngàn năm. thưa quý vị. Vẫn tiếp theo phần tin Á Châu, số người già yếu tại Malaysia bị gia đình bỏ rơi ngày càng nhiều hơn. Các bệnh viện các trung tâm chăm sóc ở Malaysia đang phải chứng kiến tình trạng các bệnh nhân già yếu và mất trí bị gia đình của họ bỏ rơi càng ngày càng nhiều hơn. Số những người từ 65 tuổi trở lên tại Malaysia chiếm 7.4% trong tổng số 33.7 triệu dân, tương đương 2.5 triệu người vào năm 2023. Con số này dự kiến sẽ tăng lên 4.500.000 người vào năm 2030, Hiệp hội điều hành các cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại Malaysia định nghĩa các trường hợp bị bỏ rơi người già là những trường hợp gia đình không đến thăm và ngừng trả chi phí chăm sóc hàng tháng cho các trung tâm. Hầu hết các viện dưỡng lão tại Malaysia cho biết rằng họ thường xuyên xóa bỏ các khoản chi phí chưa thanh toán cho những người cao tuổi trong các tình huống như thế. Ông Santoxin là chủ sở hữu trung tâm chăm sóc có tên là Golden Peacock ở Penang cho hay. Ông đã chứng kiến hai trường hợp bị gia đình bỏ rơi trong 5 năm qua. Ông cho biết rằng những người già yếu bị gia đình của họ bỏ rơi vì gặp phải khó khăn về vấn đề tài chính, đặc biệt là khi người đó ốm yếu quá sức và chi phí chăm sóc thì lại quá cao. Không chỉ có các trung tâm tư nhân mà các bệnh viện do chính phủ quản lý cũng thông báo về các trường hợp bị gia đình bỏ rơi hoặc là người thân lớn tuổi không được người nhà đến thăm nom, sau đó không thể liên lạc được. Bệnh viện Kuala Lumpur chứng kiến số bệnh nhân bị bỏ rơi tăng lên tới 50% trong 3 năm, với 239 trường hợp vào năm 2020, tăng lên tới 358 trường hợp vào năm ngoái. Trong 5 tháng đầu năm nay, lại có thêm 166 trường hợp bị bỏ rơi. Chính phủ Malaysia đang cân nhắc hành động chống lại những người con vô trách nhiệm đối với các bậc phụ huynh, mặc dù vẫn chưa rõ liệu điều này sẽ liên quan tới hình phạt hay là cắt giảm lương của những người con kể trên. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin Việt Nam. Phê ma túy, một ông phóng hỏa đốt nhà, đốt cây xăng ở Nha Trang. Vào hôm 30 tháng 7, Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ nghi can Hồ Liêu Châu, 29 tuổi, đã điều tra về tội phóng hỏa đốt cây xăng số 2 Mã Vòng và một số địa điểm khác. Khoảng 1 giờ 25 phút chiều, nghi can Hồ Liêu Châu đã chạy xe gắn máy đến cây xăng số 2 Mã Vòng ở phường Phương Sài, thành phố Nha Trang để mua 5 lít xăng đem về khu vực khóm máy nước, phường Phước Tân, rồi sang chiết ra chai thủy tinh cất dấu. Sau đó, ông Châu đi xe gắn máy đến trước một ngôi nhà ở đường Lý Tự Trọng, phường Lộc Thọ, đốt, ném một chai xăng vào trong nhà rồi bỏ chạy. Ông Châu tiếp tục chạy xe đến đầu đường Lý Tự Trọng, đốt và ném một chai xăng khác vào một bảng quảng cáo gây cháy. Chưa dừng lại ở đó, ông ta tiếp tục chạy xe tới cửa hàng xăng dầu số 2 Mã Vòng, rồi cầm can xăng, mang theo, tưới xuống đất và trụ xăng rồi châm lửa đốt khiến cho nhiều người dân bỏ chạy tán loạn. Cây án xong, ông Châu bỏ lại xe gắn máy, trốn khỏi hiện trường. Các nhân viên cây xăng đã kịp dùng bình chữa mini để cứu hỏa dập tắt đám cháy. Nhận được tin báo, công an thành phố Nha Trang đã truy bắt nghi can khi mà Châu đang lẫn trốn tại một ngôi nhà ở phường Phước Tân. Do nghi can bị phỏng hai bàn chân sau khi mà đốt cây xăng nên đã được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để sơ cứu và băng bó vết thương. Tại cơ quan công an, nghi can Châu khai rằng bản thân nghiện ma túy nặng, đồng thời do buồn chuyện gia đình, tại thường xuyên cãi nhau với cha mẹ nên chán nản. Nhận thấy nghi can có biểu hiện về ma túy, công an thành phố Nha Trang đã cho test nhanh và kết quả cho thấy Hồ Liên Châu đã dương tính với ma túy bí thư chi bộ của thành phố thanh hóa bị bắt giữ vì đã bán đất nghĩa trang bí thư chi bộ kiêm trưởng phố trường sơn phường quảng thịnh thành phố thanh hóa là ông nguyễn đại thắng vừa bị bắt giữ và bị khởi tố với cáo buộc rằng lạm quyền trong khi thi hành công vụ cùng bị khởi tố với ông này có ông lê bá bình là nhân viên quản lý nghĩa trang cồn tương thuộc thành phố thanh hóa Kết quả cuộc điều tra cho biết như sau: vào cuối năm 2022 và cả năm 2023, một số người dân có nhu cầu mua đất nghĩa trang để xây mộ cho thân nhân đã đến gặp ông Nguyễn Đại Thắng hỏi mua đất nghĩa trang cồn tương. Ông này đồng ý là bán với giá khoảng 40 mỹ kim cho một mét vuông đất. Số tiền bán đất giao cho ông Lê Bá Bình. Tổng số tiền thu được từ 14 gia đình là khoảng 13.000 mỹ kim nhưng số tiền này không được công kê khai trong sổ thu chi cũng như không hề có chứng từ. Hành động sai trái của ông bí thư chi bộ phố Trường Sơn bị cho rằng đã xâm phạm quyền sở hữu quản lý đất đai của chính phủ, gây thiệt hại đến tài sản của những người dân có nhu cầu về đất chôn cất ở các khu vực nghĩa trang. Thêm người chết do mưa lũ và sạt lở đất ở miền Bắc Việt Nam. Ngoài 5 người thiệt mạng, nhiều tuyến đường sạt lở ách tắc do mưa lũ và sạt lở đất hai ngày qua tại miền Bắc Việt Nam, theo VN Express cho biết. Tại tỉnh Điện Biên, trong khi hậu quả của trận lũ quét ngày 27 tháng 7 tại xã Mường Bồn, huyện Tủa Chùa khiến cho bốn người chết, thì ba người mất tích vẫn chưa tìm thấy xác. Thì sáng ngày 30 tháng 7, sạt lở đất ở xã Mường Bán, huyện Tủa Chùa khiến cho bà Trang Thị Thảo, 44 tuổi, thiệt mạng và anh Nguyễn Anh Tuấn, 33 tuổi, ở thị trấn Mường Trà, bị lũ cuốn chết. Tại tỉnh Hà Giang, chiều cùng ngày, hai cha con không được nêu tên ở thị trấn Cốc Bài, huyện Xín Mần đã thiệt mạng do đá lăn vào người. Trong khi đó, theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Cạn, từ hôm qua cho đến nay thì mưa lớn cũng diễn ra tại tỉnh này đã khiến cho nhiều tuyến đường sạt lỡ. Trong đó thì tuyến đường Côn Minh và Vũ Muộn, huyện Nari, đất đá sạt vùi lấp hai người. May mắn được người đi đường phát hiện, kịp thời cứu sống. Trước đó, thì cơn bão Prabirun đổ bộ vào Quảng Ninh, gây mưa lớn ở nhiều tỉnh miền Bắc. Lượng mưa trong nửa ngày ở một số nơi đã vượt 300mm, dẫn tới lũ ống, sạt lở đất, làm 8 người chết, 10 người mất tích. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đất đai bão hòa, nguy cơ xảy ra sạt lở sẽ tiếp tục xảy ra. Vâng, tiếp theo phần tin Việt Nam, Cựu chủ tịch và phó chủ tịch quận Cẩm Lệ tại Đà Nẵng phải ra hầu tòa vì đã đòi tiền hoa hồng tới 33%. Vào sáng hôm qua, 30 tháng 7, tòa án tại thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử vụ án đưa và nhận hối lộ đối với các bị cáo là cựu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ thuộc thành phố Đà Nẵng cùng với các thuộc cấp và các công ty liên quan. Theo đó, bản cáo trạng cáo buộc là các bị cáo có tên hồ văn khoa là cựu chủ tịch ủy ban nhân dân quận cẩm lệ võ thiên sinh là cựu phó chủ tịch quận võ thành quý là cựu trưởng phòng quản lý đô thị thuộc ủy ban nhân dân quận cẩm lệ và trần phước mỹ là cựu phó trưởng phòng quản lý đô thị bị xét xử về tội nhận hối lộ trong đó ông khoa đóng vai trò chủ mưu có ông sinh và quý là người thực hiện người tin Mỹ là giúp sức. Trong 2 năm 2021 và 2022, các bị cáo nói trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, chủ động liên lạc và tiếp xúc với ông Nguyễn Đặng Nhất Duy là phó giám đốc công ty Thi Nghĩa Hưng, yêu cầu người này phải trích lại khoản tiền cho Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ theo tỷ lệ là 33% khi mà công ty này được trúng gói thầu xây dựng hệ thống thoát nước ở quận Cẩm Lệ hồi năm 2021. Sau khi thỏa thuận thì những cán bộ nói trên đã lập hồ sơ để phê chuẩn kết quả lựa chọn nhà thầu, liên danh trúng thầu theo trình tự cũng như các thủ tục quy định. Sau đó, các bị cáo này đã nhận hối lộ của Phó Giám đốc Công ty xây dựng nói trên với tổng số tiền tương đương hơn 122.000 Mỹ Kim. Văn phòng luật sư bào chữa cho ông Tịnh thất Bồng lai bị kiểm tra dù đã sang Mỹ tị nạn. Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố thủ đức Sài Gòn đã kiểm tra văn phòng luật sư luật Hồng Đức của luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Miến, trong khi ông ở Mỹ tị nạn chính trị đã hơn một năm nay. Luật sư Miến từng tham gia bào chữa cho nhiều người hoạt động nhân quyền, được biết đến rộng rãi khi tham gia bào chữa cho 6 thành viên của tỉnh Thất Bồng Lai sau khi đổi tên là Thiền Am bên bờ vũ trụ trong vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ông Miến cùng hai luật sư Đặng Đình Mạnh và Đào Kim Lân đã sang tị nạn tại Hoa Kỳ vào tháng 7 năm ngoái sau khi Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm. Trong thời gian này, thì văn phòng luật mà ông đứng tên cũng ngừng hoạt động. Trả lời phỏng vấn vào ngày 30 tháng 7, ông Miến cho rằng, có thể chính quyền đang muốn xác minh xem văn phòng có còn hoạt động hay không, có nhân viên nào vẫn còn làm việc từ đó sẽ có hướng xử phạt tiếp theo. Vào tháng 4 vừa qua, đoàn luật sư đảng Cộng sản ở Sài Gòn đã có quyết định xóa tên khỏi danh sách luật sư đối với hai ông Nguyễn Văn Miến và Đặng Đình Mạnh, đồng nghĩa với việc họ cũng sẽ bị thu thẻ luật sư và không thể hành nghề ở Việt Nam. Mới đây, cơ quan này cũng ra quyết định tương tự đối với luật sư Đào Kim Lân, với cùng lý do là nợ phí thành viên liên tục nhiều năm. Theo luật sư Nguyễn Văn Miến, thì việc kiểm tra vừa qua của nhà chức trách thành phố Thủ Đức cũng như việc xóa tên khỏi danh sách đoàn luật sư nằm trong kế hoạch đàn áp đối với ông và các đồng nghiệp tham gia bào chữa trong các vụ án chính trị. Thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Một cô gái 20 tuổi bị bắn chết bên ngoài tiệm bán thuốc lá ở thành phố Santa Ana. Một cô gái 20 tuổi vừa bị bắn chết bên ngoài tiệm bán thuốc lá ở Santa Ana. Khoảng 4 giờ 5 phút sáng, cảnh sát nhận được tin báo có một người bị bắn trong khu phố 600 đường Harbor. Khi tới nơi, cảnh sát trông thấy một phụ nữ bị thương do bị trúng đạn đang nằm gần cửa tiệm. Nhân viên cấp cứu của cơ quan cứu hỏa quận Cam đã tới nơi đưa nạn nhân tới bệnh viện, nhưng cô đã không qua khỏi. Cảnh sát xác định nạn nhân là cô Jennifer Rollinger, 20 tuổi, là cư dân của thành phố Santa Ana. Cho tới nay, thì cảnh sát vẫn chưa có tin tức về nghi can và họ vẫn đang mở cuộc điều tra vì sao mà cô bị bắn chết. Orange County gần như không thay đổi sau khi mà ông Gavin Newsom ký sắc lệnh vô gia cư. Orange County gần như không thay đổi cách hoạt động sau khi ông thống đốc Gavin Newsom ký một sắc lệnh vào hôm 25 tháng 7 yêu cầu các giới chức địa phương dọn sạch các trại người vô gia cư. Sắc lệnh này được đưa ra sau khi mà Voice of OC điều tra và biết được nhiều nhà tạm trú ở Orange County không tìm được chỗ ở cho những người vô gia cư và các giới chức của quận hạt cho biết có nhiều người bị kẹt bên trong các nhà tạm trú vì không đủ nhà ở giá rẻ. Sắc lệnh của ông Newsom không thể bắt các thành phố hay là quận hạt hành động, nhưng có thể yêu cầu các cơ quan của tiểu bang dọn sạch các trại vô gia cư trên các tài sản của tiểu bang và khuyến khích các lãnh đạo địa phương làm điều đó. Các giám sát viên Orange County và nghị viên của nhiều thành phố từng chỉ trích những luật cũ, yêu cầu họ phải cung cấp giường trong các nhà tạm trú là quá nghiêm ngặt và đó là nguồn gốc của vấn đề vô gia cư. Giám sát viên Vincent Samiento là giám sát viên duy nhất chỉ trích quyết định của thống đốc Newsom và cho rằng quyết định đó là thiển cận vì bắt giữ những người vô gia cư không có nơi nào khác để đi. Bà Maura Mikolek, một nhân viên xã hội và thành viên của đội giúp đỡ những người vô gia cư ở Orange County cũng cho biết sắc lệnh của thống đốc Newsom sẽ không phải giải quyết được vấn đề vô gia cư. Hiện nay, các lãnh đạo của Orange County và tiểu bang đang phải đối mặt với vấn đề vô gia cư và thiếu nhà ở nghiêm trọng. Orange County có 7.322 người vô gia cư, tăng gần 2.000 người so với năm 2022, trong khi toàn tiểu bang California có đến hơn 180.000 người vô gia cư trong năm 2023, nhiều hơn bất cứ tiểu bang nào khác của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối. Bastien là con nuôi gốc Việt của nữ minh tinh Angelina Jolie và nam tài tử Brad Pitt bị chấn thương ở đầu sau một vụ đụng xe. Chàng trai có tên là Bastien là con trai nuôi 20 tuổi của nữ minh tinh điện ảnh Angelina Jolie và nam tài tử Brad Pitt mới đây bị chấn thương ở đầu và được đưa vào bệnh viện sau khi chàng trai này đụng phải chiếc xe điện của anh ta vào một chiếc xe hơi. Anh chàng này đang chạy xe đạp điện nhưng không đội mũ bảo hiểm, dọc theo đường Los Feliz. Vào khoảng 5 giờ chiều thì đụng phải đuôi một chiếc xe hơi đang dừng chờ đèn đỏ. Tài xế của chiếc xe hơi bước ra xem tình hình của chàng trai này trước khi chiếc xe cứu thương tới nơi. Bastian thang là bị đau ở ngang hông và bị thương ở đầu cho nên được đưa tới một bệnh viện gần đó ban đầu nhân viên cứu thương lo ngại rằng chàng trai này có thể bị chảy máu trong não, thế nhưng tình hình sức khỏe đã được ghi nhận là ổn định và theo dự trù thì Bastian sẽ được à, về nhà sớm. Đây là một trong sáu người con nuôi của cặp minh tinh tài tử nổi danh hàng đầu trong làng Hollywood, nhưng hai người này đã ly dị vào năm 2016. Họ vẫn còn nhiều vấn đề tranh chấp. Cậu bé Pastin ngày nào có tên khai sinh là Phạm Quang Sáng, sinh năm 2003, được cặp đôi Angelina Jolie và Brad Pitt nhận nuôi từ một trại mồ côi ở thành phố Sài Gòn hồi năm 2006. Wow, anh ơi cậu bé Pax thiên này mới nghe lại chút xíu mà bây giờ năm nay đã 20 tuổi rồi anh ha. <laughs> Đúng rồi, thì con người ta phải lớn chứ. Tôi uh -huh. vừa cũng nhớ là hồi nào mấy cái cậu bé hoặc cái cô bé da đen đó, uh -huh. bé xíu dễ thương lắm mà giờ đứng ngang hàng với uh, uh, cô mà Angelina uh, Angelina Jolie và Brad Pitt rồi đó. Dạ. Yeah. Yeah. Mà 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 những mấy đứa bé này phải nói là thật sự rất là may mắn đã được cặp cặp đôi này đem về nuôi anh dạ, ha bởi là đúng con này. người cũng có số à, à. nói đi nói lại thì uh, trong làng giải trí Hollywood đó người ta gặp rất là nhiều giống như scandal dạ. uh, nhưng mà tôi vẫn thấy cặp này uh, khá là phải nói là đúng rồi, rất tốt, là đáng nể bởi vì uh, cô Angelina Jolie đó cô ừ. rất là nổi tiếng về vấn đề mà gọi dạ, là đóng phim dạ. nhưng mà bên cạnh đó là cô hoạt động trên lĩnh vực uh, nhân đạo rất đúng là rồi, xuất sắc đúng đúng luôn rồi. cô là đại sứ của quốc tế về người ừ. tị nạn nữa rồi còn anh chàng Brad Pitt thì lại nói là rất có tài trong vấn đề đóng phim mà rất yeah. tiếc rằng họ ly dị hồi năm 2016 oh. ha. Yeah. Uh, cho nên uh, nhiều khi bức tranh của Hollywood nó đẹp lắm nhưng yeah. đằng sau đó cũng có nhiều cái um, phải nói là không đẹp, yeah. uh, không may mắn. Yeah. Uh, uh, đúng rồi. Và cũng không biết rằng cái tương lai của uh, mấy người con nuôi của cặp tài tử này như thế nào yeah. ha. Yeah nhưng mà ít ra đó thì uh, so với những đứa trẻ mồ côi ở bên Việt Nam đó ừ. khi cái cậu bé Patin này đó yeah. được uh, cặp tài tử này nhận nuôi đó yeah. thì tương lai của cậu bé được uh, nuôi dưỡng trong một cái môi trường tốt, tốt. cái giáo dục tốt cho nên yeah. cậu bé lớn lên cũng cũng phải nói là tương lai cũng rất là sáng lạng ở phía trước. Yeah. Yeah, nhưng mà trong vậy. những người con của của uh, cặp đôi này đó yeah. thì rồi, uh, nếu mà nhìn về từ bên ngoài đó thì có cảm tình với cậu bé mà à, người uh, Cambodia đó. À, à, đó đúng rồi cái cậu bé mà nuôi đầu tiên đó à, à. nhưng mà nói chung thì những người con của cặp đôi này anh nhìn rất là đều rất là oh, sáng sủa và dễ thương vậy oh, oh. anh yeah, đúng oh, rồi. Yeah. 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 kính thưa quý vị vừa rồi chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Hoàng Dung và Đức Vượng chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị quý vị có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên Vietchannels App trên YouTube hoặc trên Facebook ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5 chúng tôi xin kính chúc quý vị một ngày mới thật bình an thật hạnh phúc và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau xin kính chào và tạm biệt quý vị